xin chào tất cả mọi người đang theo dõi video của Thông Điệp Vàng nhé. Hôm nay thì em lại đi lái xe taxi mọi người. Hôm nay là ngày 29 Tết rồi. Thì em vừa nhận một cái chuyến khách của Tổng Đài ấy. Bây giờ em đi đón cái chuyến khách này của Tổng Đài. Thì thời gian vừa qua thì cũng nhận được một số ý kiến của mọi người là hãy chia sẻ về cái ngày thu nhập của lái xe taxi để cho mọi người biết ấy. Thì hôm nay em sẽ cùng với mọi người để đi lái xe taxi này xem cái ngày làm việc hôm nay của em thu nhập được bao nhiêu nhé. Đấy, bây giờ thì em sẽ nổ máy và quay đầu xe lại để đến điểm đón khách ấy mọi người ạ. Thì mọi người hãy cùng đồng hành với em trong cái công việc lái xe ngày hôm nay nhé. Điểm đến đón khách của em lúc này là nhà máy nước của Ủy ban xã Nam Tiến mọi người ạ. Như vậy thì em đã đón được khách rồi mọi người ạ. Thì sau khi mà khách hàng lên xe thì cái thao tác đầu tiên của mình là bật đồng hồ tính cước tiền cho khách, và mình thao tác trên cái hệ thống app của taxi Thái Nguyên ấy. Thì bây giờ là em đang trên đường để đưa khách đến điểm trả khách ấy. Không có tiền lẻ anh. Không. Không có tầm 100 đấy ạ. Không. Thế thì 400. Ngay rồi. Được. Ừ. Em còn... Mọi người, em vừa mới trả khách ở đây xong ấy, thì đồng hồ là được 90.000 mọi người ạ. Khách đưa cho một cái tiền 500.000 thì em trả lại khách là 410.000, nhưng mà khách hàng chỉ lấy 400 thôi, khách vẫn bo thêm cho em 10.000 ấy mọi người ạ. Thì bây giờ em sẽ quay xe lại chỗ khu vực ngoài thị xã Phú Yên để đón những chuyến khách của Tổng Đài tiếp, và những chuyến khách vẫy hoặc là những cái chuyến khách quen của mình gọi. Bây giờ sẽ phải lùi xe vào trong này. Đây, những cái đoạn đường mà mình đi vào ngõ ấy, mà khi mình quay đầu xe những cái góc hẹp thì mình phải lựa vào những cái chỗ cổng nhà người dân, hoặc là mình tìm một cái chỗ ngã ba nào đó để mình lùi lại. Thì những cái lúc mà mình lùi như này thì là áp dụng theo cái bài thi của mình khi mà mình học bằng ấy, là mình thi lùi chuồng ấy. Đấy, là khi mà mình thi bài lùi chuồng ấy, là sau đó là mình sẽ ra ngoài thực tế này, ra ngoài đường này, là mình sẽ áp dụng vào là mình quay đầu xe và lùi xe vào trong ngõ đấy. Thì thời gian vừa qua thì có một số anh em hỏi rằng là mới học bằng xong và đi muốn xin vào để lái xe taxi ấy, nhưng mà cái vấn đề gặp khó khăn là không biết đường ấy mọi người ạ. Thì qua cái video này thì em cũng muốn chia sẻ với một số anh em là mới vào làm taxi và cũng đang có định hướng để làm taxi ấy, thì cái vấn đề mà mình không biết đường ấy, đấy là vấn đề không phải là khó khăn, mà là cái vấn đề khó khăn là mình có nắm đủ các kiến thức về cái luật giao thông để mình khi mình tham gia giao thông hay không, và khi những cái trường hợp mà mình gặp những cái vấn đề về xe cộ mình có xử lý được không, đấy mới là những cái vấn đề khó khăn. Chứ còn về cái vấn đề mà mình không biết đường ấy, thì thực ra bây giờ cái thời buổi công nghệ rồi, mình áp dụng vào cái thiết bị chỉ đường trên điện thoại ấy, đi lại cũng rất dễ. Đấy là những cái trường hợp mà mình đi xa hoặc là mình đi các tỉnh ngoài ấy, thì mình hoặc là những số điểm mà mình không biết đường ấy, thì mình đi trên định vị của điện thoại này,
hoặc là có khách hàng người ta biết đường thì người ta sẽ chỉ đường cho mình. Và hơn nữa, nếu như mình không biết thì mình chỉ cần có cái địa chỉ thôi là mình hỏi thăm là mình sẽ đưa được khách đến tận điểm. Vấn đề là mình cứ có địa chỉ là mình sẽ đến được, chứ mình không sợ gì là mình không biết đường đi cả. Đấy, cái khó khăn của mình ý là khi mà mình đi lái xe này ý, mình có nắm được vững các kiến thức về luật giao thông đường bộ hay không, để mình có thể đối đáp được những cái trường hợp xấu, hoặc là mình có thể xử lý được các vấn đề khi tham gia giao thông ấy. Đấy mới là cái mình cần phải học thật nhiều và phải nắm thật vững để mình làm một người đi lái xe ấy. Chứ còn vấn đề mà không biết đường, đấy là một cái trường hợp bình thường thôi mọi người. Mọi người không nên đặt nặng cái vấn đề là không biết đường có lái được taxi không. Rồi mình làm, trong quá trình mình làm là mình sẽ biết đường thôi. Đấy, mới đầu thì không ai có thể nói được, biết được chỗ này chỗ kia cả. Thì mình phải làm. Mình làm thì mình mới biết được mọi người ạ. Bây giờ thì em đang lái xe đi vào trong khu công nghiệp Yên Bình ấy, của công ty Samsung ấy mọi người ạ. Thì em lái xe vào trong này để xem ngày hôm nay thì ở đây công nhân người ta có bắt xe taxi để về quê ăn Tết hay không ấy. Bên là chợ Samsung này mọi người này. Chợ Samsung những ngày giáp Tết này. Công việc lái xe taxi thì nó như một cái lập trình mọi người ạ. Thì khi mà có khách của tổng đài này thì mình đến đón khách này, sau đó mình đến chở khách đến điểm mình trả khách. Sau đó nếu như có khách của tổng đài thì mình lại đến đón khách và trả khách. Ngoài ra những cái chuyến khách của tổng đài ấy, thì mình đỗ xe một chỗ, nếu như có khách vẫy xe mình ấy, thì mình lại đến đón cái khách vẫy đấy, sau đó là mình lại chở khách đến điểm trả. Nó là một cái lập trình của công việc rồi. Thì nếu như mà để quay lại chi tiết từng các chuyến khách như vậy thì cái video nó rất chi là dài ấy, mọi người ạ. Thì bây giờ để ngắn gọn hơn cho cái video của em ấy, thì ngày hôm nay em sẽ ghi chép lại từng cái chuyến khách của mình và được bao nhiêu tiền, mỗi chuyến khách là được bao nhiêu tiền, thì em sẽ ghi chép lại một cái tờ giấy như này. Đấy, đây là em lấy cái phong bì em xé ra để em ghi lại cái ngày làm việc của em ngày hôm nay là được bao nhiêu tiền và có bao nhiêu chuyến khách, thì em sẽ ghi lại đây. Sau đến cuối ngày thì em sẽ nói để cho mọi người biết nhé. Em đang ở chỗ ngã ba Lê Hồng Phong thì vừa lễ nhận một chuyến khách của tổng đài nữa. Thì khách đang ra phía sau kìa mọi người ạ. À. Đây. Đấy. Cứ để trên kia thôi mà. Đây này, con lên đi, lên. Vâng. Em đưa chuyến khách này đi xuống Trung Thành, Thanh Xuyên ấy mọi người ạ. Thì khách đi tả mộ. Bây giờ em đang ngồi ở cái chỗ rìa đường này để đợi khách ấy, mọi người ạ.
bây giờ cũng là 11:30 phút rồi mọi người ạ. Em đi vào quán để em ăn cơm. Ăn cơm xong thì em lại tiếp tục công việc lái xe taxi tiếp. Vì hôm nay em sẽ ăn cơm ở ngoài quán, ở ngoài thị xã này mọi người ạ, chứ không về nhà nữa. Vì từ đây về nhà cũng xa ấy. Em sẽ đỗ xe ở chỗ này, em vào đây xem khả năng là sẽ ăn phở thôi mọi người ạ. Bây giờ thì em đang ở trong một cái quán phở rồi mọi người ạ. Thì em ngồi đây đang đợi chủ quán làm cho em một cái bát phở. Thì em ăn phở bò, ăn xong thì lại lấy sức để làm tiếp, xem để ngày hôm nay làm việc em được bao nhiêu tiền. Bây giờ đang là 18 giờ, tức là 6 giờ tối đấy mọi người ạ. Thì em vừa trả một cái chuyến khách xuống chỗ này ấy. Chỗ này là khu vực Sóc Sơn mọi người ạ. Thì tổng đồng hồ là được 260.000. Em vừa thu của khách là 260.000 ấy. Thì bây giờ em trả khách xong rồi thì em đang trên đường để quay ra để về trên Phổ Yên Thái Nguyên đấy mọi người ạ. Thì bây giờ cũng là 6 giờ tối rồi ấy, thì coi như một ngày làm việc của em thì em cũng sẽ kết thúc tại đây ấy. Thì tẹo nữa em lái xe về nhà thì sau là em sẽ xem lại là ngày hôm nay là mình chạy được bao nhiêu chuyến khách và thu nhập của một ngày hôm nay là được bao nhiêu tiền, thì em sẽ thống kê lại cái con số cụ thể hơn để cho mọi người biết là một ngày làm việc của em là được bao nhiêu tiền nhé. Còn bây giờ thì em sẽ lái xe để đi về trên Phổ Yên Thái Nguyên đây. Mọi người ơi, bây giờ thì em đã lái xe về đến nhà rồi. Thì vừa lẽ là em lại chạy một chuyến khách quen người ta gọi nữa, cho nên là em về hơi muộn. Thì bây giờ là 7:40, tức là 20 giờ kém 20 đấy. Em đang lái xe cho nên trên sân đấy. Thế bây giờ thì em đã đỗ xe ở nhà rồi mọi người ạ. Sau khi mà trả khách ở dưới Sóc Sơn xong thì em có quay về em đón một cái chuyến khách quen nữa mọi người. Thì cái chuyến khách quen này cũng đi ngắn thôi. Thì khi mà trả khách xong thì em cũng vừa mới về đến nhà xong. Thì em vừa mới kiểm tra trên cái hệ thống app của em thì tổng ngày hôm nay là được 17 quốc khách mọi người. Thì trong đó là mình chỉ hoàn thành được 7 quốc khách thôi, còn 10 quốc khách kia là mình từ chối và khách cũng từ chối. Thì bây giờ mọi người hãy cùng nhìn vào cái tờ giấy này mà lúc sáng em có ghi lại đấy, ghi lại từng số chuyến khách một đi và được bao nhiêu tiền ấy. Thì mọi người cùng nhìn vào đây để xem là ngày hôm nay là những chuyến khách mà em đã hoàn thành là được bao nhiêu tiền ấy. Đến đây là toàn bộ cái số khách mà ngày hôm nay em đã đón được và cả khách vẫy nữa. Thì sáng nay khi mà lái xe đi làm thì ra đến Phổ Yên là đã gặp được một cái chuyến khách vẫy này mọi người này. Thì cái chuyến này đi ngắn lắm, chỉ được 20.000 thôi. Sau đó là đón khách của tổng đài là được 100, xong lại tổng đài 50,
tổng đài 50 lại tổng đài 170, xong một chuyến khách vẫy này 140, lại khách của tổng đài 30, khách vẫy được 30, khách tổng đài 20 này và khách vẫy 40, tổng đài là 260, là cái chuyến đi Sóc Sơn đấy mọi người. Sau quay về là có một chuyến khách quen là được 70.000, thì tổng ngày hôm nay doanh thu của một ngày hôm nay là từ lúc khoảng tầm 8 giờ sáng cho đến 7 giờ tối đấy. Thời gian làm việc thì cũng không đến cần đấy giờ đâu, nhưng mà mình tính trong một ngày là làm việc là như vậy, thì tổng số tiền thu được của ngày hôm nay là 980.000. 980.000 này là toàn bộ là mình đã thu về 980.000, chưa trừ chi phí đi nhá mọi người nhá. Thì nếu tính trừ chi phí đi thì sẽ trừ khoảng 200.000 tiền xăng này. Đấy, cái số tiền mà được 980.000 này thì sẽ phải trừ đi 200.000 tiền xăng nữa. Đấy, thì chỉ còn chỉ còn 780.000 thôi mọi người ạ. Đấy, thì cái số tiền mình thu được của ngày hôm nay là tiền công và tiền mình làm được là được 780.000 thôi, còn phải trừ đi 200.000 tiền xăng này. Đấy, trừ đi 200.000 tiền xăng. Đấy, còn chưa tính những cái việc mà hao mòn của xe, và ngày hôm nay thì em bị thủng lốp nữa, phải bán lốp mất 30.000 lại tiền ăn nữa, mất 30.000 nữa. Đấy, thế vậy thì mình phải tính trừ chi phí từ những cái đơn giản nhất là tiền ăn uống hàng ngày nữa. Cho nên là lại phải trừ từ cái khoản này ra. Đấy, chứ không phải là ngày hôm nay mà mình đi làm về mình thu nhập được cần này là mình đút túi hết đâu. Trong cái số tổng mình thu được là 980.000 này. Đấy, 980.000 này là mình sẽ phải trừ tiền xăng này, trừ tiền ăn đi, còn đâu là tiền của mình. Đấy, vậy thì mọi người biết rằng là cái ngày Tết như này ấy, thì cái mức độ mà mình làm việc đấy là làm là hầu như là đón khách của tổng đài này. Đấy, 1, 2, 3. Đấy, trên cái hệ thống app của em ấy là hôm nay là tổng 17 chuyến app, chuyến khách app, thì trong đó mình chỉ hoàn thành được 7 chuyến thôi, còn 10 chuyến kia là những cái chuyến khách nó xa quá, mình không nhận, mình không đoán được thì mình không nhận nên mình từ chối ấy. Đấy, thì là mình 17 chuyến thì mình đoán được 7 chuyến, còn 10 chuyến là mình bỏ. Nếu như mình tính với cái mức độ của ngày thường ấy, không phải ngày lễ, ngày Tết như này ấy, thì không được cần đấy chuyến khách đâu mọi người ạ. Chỉ có những ngày lễ, ngày Tết như này nó mới đông khách thôi. Cho nên là cái công việc lái xe taxi ấy, thì cứ vào thứ bảy, chủ nhật cuối tuần này, hoặc là những cái ngày lễ Tết ấy, thì cái mức độ khách nó sẽ đông hơn so với ngày thường. Đấy, ngày Tết thì cái thu nhập của em là một ngày hôm nay đấy, làm việc là cũng bình thường thôi, không có chuyến khách quen nào nhiều nhá. Khách quen đi rất ngắn này, có 70.000 thôi. Thì tổng ngày hôm nay thu nhập là được 980.000, trừ đi 200.000 tiền xăng thì còn 780.000 nhá mọi người nhá. Như vậy là cái video này thì em đã giải đáp được một số thắc mắc của anh em đã nhắn tin bình luận phía của em ấy, thì hỏi là ngày bình quân thu nhập được bao nhiêu. Thì qua cái video clip này thì em đã chia sẻ với mọi người là một ngày làm việc của ngày lễ Tết ấy là được tầm này tiền. Đấy, nếu như hôm nay mà có thể là có khách quen của mình đi xa thì mình có thể được hơn. Vì nói chung là cái công việc lái xe taxi này nó như là đi câu với mọi người ạ. Cái video này thì em đã chia sẻ cái công việc và cái thu nhập một ngày làm việc của em là được bao nhiêu tiền thì cho mọi người đấy. Thì thực ra là mình may mắn thì mình mới thu nhập được như vậy thôi, và cũng là cái ngày mà lễ Tết thì mới đông khách như vậy thôi, chứ ngày bình thường thì không được như thế đâu mọi người ạ. Thì còn nếu như ai mà đang có ý định mà làm cái công việc lái xe taxi ấy, thì mọi người cứ tham khảo thêm, hoặc là mọi người hỏi thêm một số ý kiến của anh em bạn bè mà đã từng làm ấy. Và cũng cái này, cái công việc này thì cũng phải phụ thuộc theo là từng khu vực làm việc của mọi người. Đấy, như em thì ở cái tỉnh lẻ ấy, mật độ khách hàng thì nó cũng ít so với những cái tỉnh thành lớn. Thì video này thì em đã chia sẻ mọi người như vậy. Thì bây giờ em xin được kết thúc cái video này tại đây. Hẹn mọi người video sau tiếp theo của em nhé. Xin chào, tạm biệt mọi người.